các hàm các bạn cố gắng ghi chép vào bao nhiêu thì ghi, không thì là há mồm đấy. Chúng ta có hàm xử lý về số đầu tiên là hàm toString. toString. Đây, toString. Ví dụ chúng ta có biến x bằng 1 2 3 thì kiểu dữ liệu của nó sẽ là number. Nhưng mà nếu mà chúng ta x chấm toString thì nó chuyển cái number number bình thường ở cái console log ấy, nó sẽ hiển thị màu xanh đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta toString nó đi thì chúng ta nó sẽ chuyển ra màu đen. Ví dụ như này. Và x bằng 17,6. Đúng không? Chúng ta có x bằng 17,6 nó là màu xanh. Đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta là x chấm toString thì nó sẽ chuyển sang dạng string như chúng ta. Được chưa? Đấy là kiểu chuyển từ số sang chữ. Với những cái số mà chúng ta không đặt biến, ví dụ như kiểu là 145, chúng ta muốn chuyển nó thành số thành chữ thì chúng ta đóng ở ngoặc vào chấm toString. Đó. Được chưa? Biểu thức chúng ta cũng đưa vào trong này được, cộng trừ nhân chia, muốn toString kết quả thì chúng ta làm như thế này. Đấy là cái hàm đầu tiên, hàm toString, hàm dễ nhất. Coi nào. Exponential này thì chúng ta exponential thì chúng ta bỏ qua. Hàm này không dùng đến. Tofix. Hàm thứ hai là tofix. Hàm này là hàm người ta gọi là hàm làm tròn. Fix. Các bạn để ý này, chúng ta có x bằng 9,656 đúng không? Sau đó chúng ta có x tofix 0. Cái số ở trong này này các bạn nhớ nhé, cái số ở phía trong này này nó là cái số thập phân. Thập phân ở phía sau. Nếu mà không có các bạn điền 0 vào đây thì nó sẽ làm tròn lên cái số lên trên. Được chưa? Nó không có số thập phân phía sau. Nếu chúng ta để là tofix 2 thì là sau dấu chấm sẽ có hai số nữa. Thì ở đây là 9,66. Ô bọn này học giỏi toán nhỉ. Đấy, tiếp theo tofix 4. Ở đây nó chỉ có 3 số thập phân thôi thì nó sẽ tự động thêm số 0 vào sau. Được chưa? Đấy, fix 6 cũng vậy. Đấy là cái hàm thứ hai, hàm tofix. Hàm thứ ba, precision. Precision. Chúng ta sẽ cái hàm này chúng ta thử đoán xem nó là hàm gì. Đoán ra là gì? Cũng làm tròn. Độ dài của gì? Của gì? Độ dài của số. Được chưa? Nó theo độ dài của số. Nếu mà precision mà không có gì thì nó sẽ ra thẳng cái số ấy luôn. Nhưng nếu mà chúng ta để precision bằng 2, 9,656 nó sẽ là 9 và 7 là hai số, nó làm tròn lên. Được chưa? Hai số. Precision 4 thì nó sẽ là 9, 6, 5, 6 là có 4 chữ. Nếu mà đến 6 thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng chưa? Theo độ dài của số, của các con số. Value of. Return a number as a number. Cái hàm này nó hơi vô nghĩa. Nó chỉ hiển thị ra thôi mà. Bỏ qua, hàm này chúng ta không động đến. Chúng ta có 3 hàm convert. Chúng ta nhớ nhá, cái từ convert sau này chúng ta dùng rất là nhiều, ở ngôn ngữ nào cũng sẽ có. Được chưa? Convert. Chúng ta nghe cái từ cover bây giờ chứ. Cover ấy. Mày học dốt tiếng Anh vừa chứ nghĩa. Cover bài hát ấy. Là hát lại đúng không? Đúng chưa? Thì cái từ cover, converting ở đây nó là danh từ của cái từ đấy. Được chưa? Convert thì là động từ, converting là danh từ. Thì nó sẽ chuyển sang dạng là chuyển đổi. Hay nếu mà nói đúng cái kiểu tiếng Việt người ta gọi là ép kiểu. Được chưa? Ép kiểu từ chữ sang số thì chúng ta có 3 cái hàm. Hàm đầu tiên nhất là hàm number. Thì là ví dụ chúng ta có một cái đoạn string ví dụ như thế này. Và x bằng string, đây là string đúng không? 13.5.4 đi. Đúng không? Thì chúng ta hiển thị x ra nó sẽ là chữ này. Nhưng mà nếu mà lấy x cộng với 5 thì ra là 13,45. Đúng không? Nó cộng chuỗi, bởi vì nó chuỗi mà. Bây giờ chúng ta muốn cộng
đúng của số thì chúng ta sẽ phải là cái gì? Number x cộng với 5 18,4. Đúng không? Đấy là cái hàm F kiểu, hàm đầu tiên là hàm F kiểu về số, hàm number. Cái hàm mà chúng ta cần phải lưu ý như sau, ví dụ number ở trong này là string xxx 1. Theo chúng ta nó ra số 1 hay ra số gì? Số 1 đúng không? Chờ tí tôi xóa cái này lỡ nghịch ngu. Quay rồi. Đây là cứ thấy cái này là quay rồi này. Number này ra số mấy? Nan. Nan là not a number đúng không? Nhưng mà chú ý để nhá. Từ từ sẽ giải thích ý nghĩa. 1 xxx cũng ra nan. Được chưa? Nếu mà như này ra 1 cách 0 cũng ra nan. Nhưng mà 1 x có ra gì không? Cũng ra nan nốt. Nếu mà 1 1 1 1 thì ra số. Chỉ là chúng ta để ý này, ở trong cái hàm này ấy, bất kỳ ký tự nào ngoài số và dấu chấm thì nó đều không chuyển ra số hết. Được chưa? Chúng ta có hàm thứ hai là hàm pass in. Pass in của 10.5 là string. Ra mấy? Ra 10 hay ra 11? Ra 10. Kể cả 10.6 cũng ra 10. Nó ép về số nguyên mà, nó chỉ lấy phần nguyên, nó bỏ hết phần tập phân đi. Part float thì dễ rồi đúng không? Part float là chuyển sang số thực. Đó, những cái này chúng ta phải ghi nhớ vào. Chúng ta có cái này nữa. Nhưng cái các bạn lưu ý này, trong tất cả ngôn ngữ nhá, thường thường người ta sẽ có một cái khái niệm gọi là constant. Gì trong tiếng Việt nó là hằng số. Trong toán học chúng ta có hằng số gì? Chúng ta biết không? E là cái gì? Bằng bao nhiêu? Bằng mấy? Lại 3. Pi nó mới bằng 3,14. 2,17. Thì chúng ta ở trong toán học chúng ta có cái hằng số pi là cái hằng số nổi tiếng nhất đúng không? Ai biết? Thì ở trong này chúng ta cũng có những cái hằng số nó là của JavaScript cung cấp. Bây giờ ví dụ tôi để đây là max value. Max value not defined. Return largest number. Để tôi coi nào. Đây. X, ví dụ tôi va, tôi bắt trước nó nha, va x bằng 6 này. Y bằng va y bằng x chấm max value. Bây giờ hiển thị y. Không được à? Y become undefined. My number max value. Cái này tôi cũng không dùng mấy, tôi cũng chẳng biết. Nó hơi ngu, chẳng biết nhép để làm gì. Bình thường tôi nhớ không nhầm là cái này là hiển thị số lớn nhất có thể trong JavaScript. Thôi về bỏ qua đi, chẳng động đến đâu. Thế rồi, các bạn đấy thôi. Thì với cái số này chúng ta chú ý cho tôi ba cái hàm thôi, chỉ chú ý cho tôi ba cái hàm thôi là number, pass in và pass float. Đấy những cái hàm mà cần phải chú ý nhất. À còn một cái hàm nữa. Xin lỗi các bạn, cần còn một cái hàm nữa, đó là hàm to fix. Cái hàm này dùng nhiều này. Fix làm tròn. Để làm tròn bao nhiêu dấu số sau dấu phẩy chúng ta cũng cần dùng nhiều, bốn hàm. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta có string rồi này, có number rồi này, bây giờ đến cái gì? Mảng nhá. Đấy là những cái kiểu dữ liệu khổ sở nhất của chúng ta. Còn mảng và date nữa cơ. Date nữa. Tôi sẽ search như sau.
JavaScript array method. Đây. Cái phần này lại phải làm bài tập nhiều này. Bởi vì nó sẽ tương tác với chuỗi nhiều. Đây, chúng ta có như sau. Nhỏ, rổ này. Concat. Concat ở trong string là gì? Nối hai chuỗi đúng không? Như với hai mảng, chúng ta cũng có trò là nối hai mảng với nhau. Cũng có hàm concat. Đây. Cecily, Long, Emin, Tobias, Linus. Children bằng hedge, concat với stale. Stale là cái mảng dưới. Thì nó ra gộp tất cả các cái phần tử của hai mảng vào với nhau. Được chưa? Hàm đầu tiên là hàm concat và gộp mảng. Xong chưa? Chưa thì ghi đi. Còn chờ đợi gì nữa? Được chưa? Các bạn để ý nữa này. Nhìn này. Array 1 là mảng thứ nhất, concat array 2, array 3, .. array x. Tức là chúng ta có thể gộp nhiều mảng với nhau. Được chưa? Được phép gộp nhiều mảng vào với nhau. Xong chưa? Đó. Tiếp theo là hàm của sao hết rồi? À B, bạch lại. Tôi chỉ cho các bạn những cái hàm mà hay dùng thôi nhá. Hàm file. Hàm file. Đây. Chưa nhìn đây có gì. Đầu tiên là có một mảng là age 3 10 18 20 đúng không? Chúng ta có một cái check undone là age, return là age lớn hơn hoặc bằng 18. Đúng chưa? Chúng ta có document get element by id demo inner html bằng age file check undone. Cái này là gì? Mạng. Mạng chứ. Còn cái này là gì? Tên hàm này. Tên hàm này. Cái ý nghĩa của cái đoạn này này là nó sẽ tìm ra phần tử đầu tiên thỏa mãn cái điều kiện ở đây. Được chưa? Tìm đến cái element đầu tiên thỏa mãn cái điều kiện ở trong này. Được chưa? Bây giờ thử nhá, tôi sẽ mở rộng cái nó cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu cái này đã. Cái mảng edge này tìm phần tử đầu tiên thỏa mãn cái điều kiện là check run là bằng này. Chúng ta để ý đến cái biến này này, cái biến này này, cái biến truyền vào này. Nó chính là các phần tử trong này. Tương đương nó thực hiện một cái vòng for qua từng phần tử một. Xem phần tử nào thỏa mãn thì trả về phần tử đấy và dừng vòng lặp lại. Được chưa? Thì đây tôi sẽ demo chúng ta. Cái hàm này là hàm file đúng không? Như sau. Xóa nốt cái này đi. Ví dụ tôi có một cái mảng và user bằng một mảng này. Đây là mảng đúng không? Trong mảng này tôi sẽ có các cái object. Ví dụ như kiểu là name bằng Vân Anh. Đúng không? Name bằng Vân Anh là age bằng 16 để lao động của nó đi tù ấy. Được chưa? Rồi, tiếp. Name bằng Minh thường nghĩa đi. Nghĩa age bằng 22.
Tiếp theo là name bằng tiến, age bằng là 19, đúng không? Xong chưa? Mảng của chúng ta là chứa các phần tử như thế này. Sau này có thể chứa DOM, DIRECT thì các thứ các bạn thoải mái. Chúng ta sẽ có một cái yêu cầu là lấy ra người trưởng thành. Giống như bên kia, người trưởng thành là người có số tuổi lớn hơn 18, lớn hơn bằng 18, đúng không? Chúng ta sẽ có như sau. Có một cái hàm là function check run. Đây là user. Chúng ta console.log cái hàm user. Chúng ta sẽ có là cái user.check .file check run như này thôi, viết tên hàm vào đây. Đó, sai rồi, sai. Tôi thích viết thế. Tên hàm mà. Đâu phải đặt thêm, đây là hàm do chúng ta tự định nghĩa ra mà, chứ đâu phải là hàm người ta cho trước đâu. Hiểu chưa? Đây là hàm do tôi tự định nghĩa ra. Đây à? Tôi thích, tôi đặt U vào đây có được không? Thế nó mới láo. Thử nhá. Thử chạy đấy nhá. Chúng ta nhìn thấy gì? Object. Đúng không? Cái đầu tiên là Vân Anh này. Cái thứ hai là Nghĩa này. Cái thứ ba là Tiến này. Đây, khi chúng ta chạy cái hàm này nó tương đương với việc là chúng ta chạy qua từng phần tử một. Gọi tương đương với việc là gọi cái hàm này x lần. X là số phần tử nằm trong cái mảng. Mảng đây này. Mảng đây này. Nó chính là cái mảng này, đúng không? Có bao nhiêu phần tử nó sẽ quét qua bằng đấy lần cho cái hàm này. Được chưa? Cho đến bao giờ cái hàm này return thì thôi. Return lần đầu tiên thì dừng lại. Xong chưa? Thì bây giờ chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là if u.h. Mỗi một cái phần tử là một object, đúng không? Chúng ta lấy ra thuộc tính thì chấm tên thuộc tính, và nó sẽ hiển thị ra cái giá trị, đúng không? If h lớn hơn hoặc bằng 18 thì sẽ tiến hành là return cái u. Được chưa? Ở đây tôi sẽ tiến hành là console.log ra cái user file check done này. Đây là cách dùng nhá, các bạn phải nhớ cách dùng đấy. Xếp xuống, bây giờ tôi chạy thử nhá. Có phải ra Nghĩa không? Tuổi 22. Xong chưa? Đây nó dừng lại ở thằng Nghĩa này. Thằng này nó 22 tuổi, nó không chạy qua thằng 19. Mặc dù thằng này cũng thỏa mãn, đúng không? Nó tìm đến thằng đầu tiên nó dừng lại thôi. Xong chưa? Đó, các bạn phải lưu ý. Đấy là cách sử dụng hàm file. Những cái hàm này nó rất là nhiều, những cái hàm BW nó rất là nhiều, chúng ta phải nhớ cách dùng. Thực ra cũng chẳng cần nhớ cách dùng, nó search lại cũng được. Nhưng mà nhớ cái ý nghĩa của nó để dùng vào những trường hợp phù hợp thôi.
Được chưa? Cái này chúng ta có thể ứng dụng gì? Ví dụ tôi sẽ cho chúng ta một bài toán cho chúng ta thử làm xem sao nhé. Cho chúng ta một cái chuỗi giống như cái bài hôm trước ấy, đây là một cái input đúng không? Trong này tôi sẽ có thêm một cái button. Xong chưa? Các bạn biết các chuỗi vào đây bằng cách là biết, ví dụ như kiểu là trần cách như thực hiện nào đúng không? Tìm cho tôi yêu cầu là tìm từ từ nhá. Từ là các từ cách cách nhau ở cái bởi cái gì? Dấu cách đúng không? Tìm từ chứa, tìm từ đầu tiên. Đầu tiên chứa nguyên âm. Đã đi. Tìm từ đầu tiên chứa nguyên âm trong các cái ký tự ở trong các cái chuỗi này. Bài đấy. Làm thử xem. Đầu tiên cứ comment ra đã. Xem bước 1 làm gì, bước 2 làm gì, bước 3 làm gì, sau xong rồi đến code. Bước 1 này, tôi code luôn nha. Bước 1 lấy value của input này. Xong chưa? Bước 2 cắt chuỗi thành mảng. Cái này dùng làm gì tự biết nhá. Sau đó là cắt chuỗi thành mảng và gán. Rồi gán cho một biến. Đúng không? Bước 3 là tìm trong mảng xem ký tự nào từ nào có chứa nguyên âm thì return. Sau đó bước 4 là hiển thị cái kết quả của cái hàm này ra. Làm đi, cho khoảng 10 phút. Khoảng 10 phút để làm. Nhét cho tôi ghép dần và xong.
Então,
bỏ tay vào cốt. Split. Bước 2 là split ra. Đúng không? Trong bước 3 là viết một cái hàm nữa. Cái hàm giống cái hàm checker done này này. Xong bước 4 là sử dụng cái hàm tạo một cái biến nhá. Và result là bằng cái mảng chấm file cái hàm giống như hàm checker done này này. Ở trong đấy chúng ta sẽ check kiểu dạng như này. Đúng không? Các phần tử. Đoạn nào cũng kiểm tra các phần tử xong kiểm tra xem có ký tự số nguyên không. Là sao? Yeah.
không nhớ, thử cái nhá. Chúng ta sẽ có một cái input này, time take này, đúng không? Có ID bằng content này, đúng không? Value chúng ta tạm thời bỏ qua. Xong có bên cạnh đấy có một cái button, button type bằng button có on click, on click, on click bằng get vowel first, get first vowel, đúng không? Đây, submit rồi, xong rồi. Bây giờ mình sẽ có function get first vowel, đúng không? Hoặc có value và value bằng document chấm get element by id là cái content này, đúng không? Content rất chậm đấy nhỉ, chấm value đó. Để kiểm tra được chúng ta cứ phải console log rồi đã, để value ra, cứ làm đến đâu test đến đấy thôi, không có gì phải vội cả. Chạy, đây là Trần Hữu Thiện ra rồi, đúng không? Lốc được ra cái value ở trong là được. Xong, đây xong bước 1. B1 lấy nội dung của thẻ input. Xong. Bước 2 là chia các từ ra. Chia các từ ra. Chia các từ theo dấu cách. Đúng chưa? Chúng ta sẽ có là var arr bằng value.split, cái khoảng dấu cách như này, đúng không? Các từ. Bây giờ lại kiểm tra tiếp, làm thế nào lại kiểm tra tiếp, lại console.log ra cái arr nhá. Reload. Đúng nhá. Ba phần tử trong mảng này. Tiếp theo đến bước 3. Bước 3 là tìm trong mảng xem từ nào có chứa nguyên âm, đúng không? Tìm trong các phần tử xem phần tử nào có chứa nguyên âm đầu tiên. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Function check vowel, đúng không? Ở đây chúng ta nhận cái biến là str truyền vào. Chúng ta sẽ có cái return cái str chấm index of của vẻ ngoài, đúng không? Vẻ ngoài khác trừ 1 thì return true, còn không thì return false. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Và result bằng arr.file cái check vowel. Ở đâu cái này, xin lỗi các bạn nha, xin lỗi các bạn. If nếu cái này bằng rỗng thì các trừ 1 thì return
str luôn. Đó, thì cái result nó sẽ bằng cái chuỗi có chứa nguyên âm đầu tiên. Thì sau đó chúng ta console log ra cái result. Đó, thế là xong. Thử nhá. Nguyễn Văn A, từ nào là từ có chứa nguyên âm? Nguyễn đúng không? Gặp Nguyễn đúng không? Wow, undefined. Về ngoài bằng chứ, bằng trừ một à, bằng trừ một à, khác trừ một string, chờ tôi chút nhá, ok rồi. Nguyễn Văn A rồi này đúng không, lấy từng phần từ một. If str khác trừ một tức là chứa thì return string đúng không ạ? Đây thôi thì console log cái này ra thử xem có được không. Đó, sao undefined nhỉ? Sao lại bị undefined? Nguyễn này, string index of string là Nguyễn này. À, đây sai rồi, sai, xin lỗi các bạn, cái này sai nhé. Cái này chúng ta phải kiểm tra từng phần tử một trong chuỗi chứ không phải là kiểm tra cả cái chuỗi trùng với cái uể oải, kiểm tra cả cái uể oải trong chuỗi đúng không? Chúng ta sẽ có như sau: và vowel bằng string là uể oải này, chúng ta tiến hành là for và y bằng không và vowel chấm len, chúng ta sẽ có là if index of vowel ở vị trí thứ y khác trừ một tức là nó bằng, thì chúng ta sẽ break ra, chúng ta sẽ có cái cờ ở đây và flag bằng false, sau đó là if như này thì chúng ta sẽ có cái flag bằng true, sau đó là break hết cái này thì if flag thì return true, à, return cái string str, thử xem có đúng nhá. Đây là chữ Nguyễn đúng không, thử lại nhá. GHG đúng không, XTEABC, bây giờ chữ từ nào là từ đầu tiên có ấy, từ này chứ, XTE chứ, GHG, what the fuck, tại sao lại vậy? Index of vowel khác trừ một hả? À, đây từ flag sai, GHG này, ABC này, HGK này, ABC đúng không? Sửa lại, HGK, XIE là XIE, đúng chưa? Đấy là cách chúng ta dùng. Thì ở đây chúng ta có hàm check vowel này, thì ở đây chúng ta sẽ có cái biến vowel bằng uể oải này. Tôi có một cái biến nó gọi là biến cờ flag bằng false, bằng false tức là nó không tồn tại đấy. Cái từ đấy nó sẽ không tồn tại cái nguyên âm nào. Sau đó tôi chạy vòng lặp for ở
cho từng phần tử một, cho từng ký tự một của cái chuỗi vowel này. Tôi kiểm tra nếu cái chuỗi của tôi có chứa cái phần tử, một trong những phần tử uể oải ở đây, thì cứ có chứa là tôi sẽ dừng vòng lặp lại và tôi gắn cho cái flag bằng true. Sau đó if flag bằng true thì return cái string, còn không thì thôi. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ là có cái result bằng arr.file của check vowel. Thì cái str này nó chính là các cái phần tử nằm trong mảng arr chạy qua. Cuối cùng tôi console log cái result. Đây là cái đáp án của chúng ta. Tôi sẽ đẩy code này lên. Đáp án của tôi có vậy thôi đấy. Các bạn thử code lại xem. Thử code lại trước đi nhá. Đây là cái hàm check vowel của tôi vậy thôi. Các bạn thử code lại xem có code được không. Không đó. Không thì chịu rồi. Tôi chỉ cho các bạn cái check hàm check vowel thôi. Cố gắng lên.
Không nhá. Thò tay vào cốt đi đạt. Đây là đi học chứ không phải là đi chép. Bỏ cái tư tưởng của cấp 3 đi. Các bạn phải làm được trên lớp. Chứ còn về nhà tôi cũng không hy vọng các bạn học được thêm gì đâu. Không hiểu đoạn nào thì phải hỏi ngay. Không nhờ. Được. Thò tay vào mà viết. Chúng ta không làm nó không vỡ được đâu. Tiếp. Bài này về các bạn tự hoàn thiện nhá. Xong hàm file này. Chúng ta đến tiếp với hàm filter.
filter. Thấy có giống nhau không? Hàm này cách dùng có giống hàm file không? Có dùng có giống không? Giống đúng không? Khác mỗi cái kết quả thôi. Đúng không? Cái hàm file kia nó chỉ tìm ra cái phần tử đầu tiên. Còn hàm filter là tìm ra tất cả các phần tử thỏa mãn điều kiện. Được chưa? Đấy là cái sự khác nhau của chúng nó. Đề bài chỉ có một chút thay đổi. Đó là cũng cái chuỗi này, cũng cái số và cũng cái button này. Bây giờ tìm cho tôi tất cả các cái từ có chứa nguyên âm ở trong cái chuỗi này. Hiển thị ra, có vậy thôi. Thử ra nào. Kết cả nhớ kết quả của cái hàm filter này trả cho chúng ta một cái mảng. Trả cho chúng ta một cái mảng. Đấy là output. Thử ra nào. Tôi chỉ đơn giản thay cái file này thành cái filter. Một phát là xong. Cực kỳ nhanh. N văn A. Thế là ra văn A. Tìm tất cả các phần tử thỏa mãn thì chúng ta dùng giống như hàm file. Nhưng mà chúng ta sửa cái chữ file thành chữ filter là xong. Thì nó sẽ trả về tất cả các cái phần tử thỏa mãn cái điều kiện mà chúng ta viết ra. Hết phí. Đấy là hàm filter. Được chưa nhỉ? For each. Chúng ta nhìn cái gì? For each my function. Đây, hàm này là hàm my function. Number, biến number bằng 4, 9, 6, 12, 5, đúng không? Chúng ta có hàm my function index, item và index. Cái item này này là số, là phần tử. Đây, tôi sẽ thử cái này cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ có như sau. Và arr bằng 1.2.3.4.5.6.7, đúng không? Bây giờ bài toán của tôi là tìm tất cả các số chẵn trong cái mảng này. Thì giờ tôi làm nào? Tôi sẽ tìm ra như sau. Tôi viết một cái function mới. Check số chẵn bằng num number. Đây các phần tử truyền vào. Tôi tiến hành console.log ra 5 là 5 phải index 5 này cộng với trừ cộng với index. Các bạn xem cái 5 và cái index là cái gì nhá. Tôi sẽ lấy là arr chấm chấm for each của cái check số chẵn. Rồi, các bạn coi nhé. Vâng. Lỗi rồi. Lỗi gì? Coi nào. Chờ tôi tí nhé. Number for h. Có khả năng do tôi viết sai cái chữ này. À đúng không? For h. Chúng ta nhìn thấy gì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Đây là giá trị này. Giá trị của phần tử được set này. Bên này là cái gì? Index. Đúng chưa? Index của phần tử. Xong chưa? Đấy, đơn giản vậy thôi, nó sẽ chạy. Khi mà các bạn gọi cái hàm for x này, nó chạy qua từng phần tử một từ đầu đến cuối. Nó sẽ đưa về cái biến đầu tiên là biến number, tức là giá trị của phần tử đang được set. Tiếp theo là index, là số index của phần tử đang được set. Nó bắt đầu từ con số 0. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta có gì? Đã có number rồi, có index rồi, chúng ta sẽ có là if
5% cho 2 bằng 0 thì return ra cái 5. Đúng không? Chúng ta tiến hành là và số chẵn bằng arr for x, tiến hành là console.log ra cái số chẵn. Oh shit. Sai à? Để coi lại nào. In ra cái ML. Hàm for x, hàm quét ra. Đây thôi thì tôi sẽ console log ở đây. Console log ra cái biến 5. Bỏ này này đi. 246 đúng không? Đấy, xử lý chỉ vậy thôi. 0.8, 0.9, 0.10 xếp xuống. Đúng chưa? Hiển thị ra ở đây. Chứ cái này nó không nhận return. Xong. Đấy là cái hàm for x của chúng ta. Nó giống như vòng lặp thôi. Nó giống như vòng lặp, nhưng mà cái này nó sẽ không giúp chúng ta biến đổi các phần tử trong vòng lặp đâu nhá. Nó không giúp chúng ta biến đổi đâu. Hãy lưu ý. À, nó không giúp chúng ta biến đổi các phần tử nằm trong mạng đâu. Được chưa? Đó là cái hàm for x, nó thay thế cho cái vòng lặp của chúng ta. Cái hàm này cũng được sử dụng rất là nhiều. Chúng ta có hàm index of nữa. Index of trong chuỗi là gì? Tìm vị trí.
của một ký tự hoặc là một chuỗi trong một chuỗi khác, đúng không? Thì index of của chúng ta cũng vậy, là tìm cái vị trí của phần tử, tìm vị trí của phần tử ở trong chuỗi này. Ví dụ ở đây chúng ta có a bằng fruit chấm index of của cái từ apple, thì nó tìm trong tất cả các phần tử trong này, nó tìm ra cái index của phần tử đó ở trong cái mảng này. Apple ở vị trí thứ mấy? 0, 1, 2, nó ra số 2 luôn. Đi chưa? Thế thôi, dễ mà. Còn vài cái nữa cơ. Đây, chúng ta có hàm join, có thêm hàm join, ghi vào nhá. Những cái này phải ghi vào đấy, bài tập rất là nhiều. Hàm join, chúng ta đọc này: join the element into an array into a string. Là chúng ta có hàm split là nghĩa là gì? Chuyển chuỗi thành mảng. Thì ở đây chúng ta có cái hàm ngược lại, là chuyển từ mảng thành chuỗi. Được chưa? Đây. Được chưa? Nếu tiếp này, nếu mà join, qua để đây là tôi try này, thì nó ra cái phần các phần tử này, đúng không? Nhưng nó sẽ các phần tử cách nhau một dấu phẩy, đúng không? Bây giờ tôi thử join thêm, tôi nhét vào đây thêm một dấu cách. Thử nhá. Thấy gì? Nó thay cái dấu phẩy bằng cái dấu cách của tôi. Thì là khi mà chúng ta join chuỗi lại với nhau thì sao? Chúng ta có thể hoàn toàn là join các phần tử vào với nhau trở thành chuỗi ấy, thì chúng ta có thể là quy định cái dấu giữa hai phần tử với nhau bằng cái việc là thêm string vào đây. Được chưa? Tí nữa còn một vài hàm nữa ở trong mảng, ở trong chuỗi. Đấy là hàm join. Nhọc đấy, phần này nhiều quá. Rồi, bây giờ tôi có thêm cái này nữa. Nhiều lắm, ở trong này nhiều lắm. Đây nhá. Tạm thời comment phần này vào này. Chúng ta đến với những cái hàm như sau. Và arr bằng như này thì giờ tôi console log cái arr này ra, giờ nó ra cái gì? Nếu tôi viết như này giờ nó ra cái gì? Mảng rỗng đúng không? Rồi xong, bạn coi nhá, nó mảng rỗng này đúng nhá, không có phần tử, được chưa? Bây giờ xem này, arr chấm push thiện th ra số 1 đúng không? Coi arr arr sao? Tiếp này, push tiếp 5, push tiếp 2, push tiếp một mảng nữa, một cái object có name bằng minh phẩy h 2.25. Bây giờ tôi có arr, thấy gì? Hàm push là gì? Nó ra nhét thêm phần tử vào mảng, thấy chưa? Hàm push là nhét thêm phần tử vào mảng, và thứ tự là cứ cái nào push trước thì đứng trước, cái nào push sau thì đứng sau. Được chưa? Rất đơn giản.
Hàm push là hàm ép thêm phần tử vào cuối mạng. Được chưa? Nốt vào, nốt vào, nốt vào. Tiếp tục này. Bây giờ ARR, chúng ta để ý nhá, bây giờ mảng của chúng ta đang có cái gì? Thiện này, năm này, chu này, object này đúng không? Tiếp này, ARR.unsweep. Unsweep chứ không phải là unsweep nhá. Unsweep. Vân Anh. Được chưa? Vân ăn đi đâu? Ăn đầu hay ăn đít? Vân ăn đầu. Hàm unsweep là hàm add phần tử vào mảng, nhưng mà add từ phía đầu add vào. Thắng dậy đi Thắng ơi. Tỉnh đi. Một là học, hai là nên kiếm một công việc nào khác hoặc là một ngành học khác theo. Chứ như thế này thì không được đâu nhá. Unsweep là hàm nhét lên đầu, nhét lên đầu chuỗi. Được chưa? Tiếp này, tiếp này, tiếp này, tiếp này. Bây giờ ARR.pop. Bấm vào ngoài. Pop. Name là Minh Edge. Lấy hàm của chúng ta đang là không thiện TH này, 5 chu name này. Thằng này thằng đứng cuối cùng đúng không? Bây giờ nó lấy ra thằng cuối cùng này. Được chưa? Thằng cuối cùng mất rồi đúng không? Hàm pop là hàm lấy ra phần tử nằm cuối cùng của chuỗi, của mạng, xin lỗi các bạn. Xong chưa? Rồi con, ông ra đi. Đi nút lót ai đấy chẳng hạn. Đi tặng quà cho gái. Nghi lắm. Ngày nào chả là ngày của chị em. Ông cứ làm như kiểu là có ngày cho anh em. 20 tháng 10 cũng là ngày của chị em. Mùng 8 tháng 3 cũng là ngày của chị em, 14 tháng 2 cũng là của chị em. Anh em, đi sang Việt Nam nó thành chị em hết. Chuẩn bị là ngày 27 tháng 7 tới cũng là của chị em nốt. Xong rồi Tết dương lịch, Tết âm lịch cũng là của chị em hết. Noel nữa, Noel thì càng là của chị em. Trung thu cũng là của chị em. Xong nhá, chúng ta có nào, quay lại, chúng ta có này. Add phần tử vào cuối, add phần tử vào đầu, lấy phần tử ở cuối ra. Bây giờ lấy phần tử ở đầu này. Nên chúng ta có unsweep là nhét vào đúng không? Bây giờ chúng ta có ARR, nãy chúng ta có vân ăn là nhét vào đầu đúng không? Bây giờ lấy vân ăn sheet này. ARR.sheet. Ra vân ăn đúng không? ARR bay mất rồi đúng không? Là nhét phần tử, bỏ phần tử đầu tiên của chuỗi đi. Nào giới thiệu luôn cho chúng ta hai khái niệm. Nên chúng ta là có một mảng này. Push, pop, shift, unsweep, đúng không? Được chưa? Trong lập trình của chúng ta ấy, nó còn có thêm hai khái niệm nữa. Ví dụ chúng ta hãy tưởng tượng chúng ta có một cái ống như này, nhét bóng vào. Bây giờ các bạn lấy những quả bóng này ra theo thứ tự gì? Đây là 1, 2, 3. Đây là cái phần này không thể thay đổi được. Lấy ra theo 3, 2, 1 đúng không? Cái thứ này người ta gọi là first in.
Phước đi là gì? Vào đầu tiên, đúng không? Last out. Ra cuối cùng. Đúng chưa? Có phải thằng này vào đầu tiên nhưng nó ra cuối cùng không? Đúng chưa? Cái khái niệm này người ta gọi là stack. 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 Bây giờ dịch ra gì thì dịch tôi quan tâm, tôi chỉ biết nó gọi là stack thôi. Bây giờ stack bao giờ cũng đi kèm với first in last out. Cái này nó sẽ sử dụng bằng cái tổ hợp là push pop. Đúng chưa? Chính xác không? Push vào thì là ép vào cuối, nhưng pop là pop lấy ra cuối, lấy ra cuối ra đầu tiên. Đúng chưa? Push pop là first in last out. Xong chưa? Chúng ta đi xem phim nữa. Bây giờ cái khái niệm thứ hai là chúng ta đi xem phim. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đứa nào được mua vé trước? Đây là quầy. Đúng thứ tự 1, 2, 3, 4 đúng không? Đúng chưa? Thì cái này người ta gọi là first in, first in, first out. Đúng không? Và cái thứ mà chúng ta đang phải đứng ở đây này, nó gọi là gì? Hàng. Đúng không? Gọi là xếp hàng mà. Xếp hàng thì nó có trật tự. Thằng nào vào trước thì mua trước, thằng nào vào sau thì mua sau. Đúng chưa? Thì cái này người ta gọi là queue. Queue là hàng đợi. Với khái niệm là first in, first out. Được chưa? Hai khái niệm là cực kỳ thông dụng. Đi đâu cũng gặp. Hôm nay chúng ta có gì? Push và sweep. Sweep. Và thằng ăn sweep này rất ít. Chẳng có thằng dở người nó chen lên đầu đấy cả. Đúng không? Chen lên đánh chết ngay. Cho nên là cái ăn sweep này khá là ít dùng. Nhét phần tử vào đầu đầu tiên. Có rất nhiều bài toán ở trong phần này. Xong chưa? Push, pull, shift, unshift. Được chưa nhỉ? Đó. Gì nữa? Slide thì cũng dễ rồi đúng không? Slide cũng là cắt. Cắt từ đâu đến đâu, loại bỏ đi. Chúng ta thử xem nhé. Slide. Nó nhìn cái gì? Đầu tiên có banana này, orange, lemon, apple, mango. Chúng ta slide từ 1.3 0.1 đúng không? 2.3 thì lấy từ 1 và kết thúc ở 3. Thì là lấy ra cái 2 và cái 3. Gắn cho nó một cái mảng mới. Đúng chưa? Tất nhiên là cái mảng cũ của chúng ta vẫn còn nguyên nhá. Mảng cũ của chúng ta vẫn còn nguyên, chẳng qua nó lấy ra hai phần tử này thôi. Được chưa? Hãy để ý. Để làm slide. Mình ngu. Tiếp này. Chúng ta hàm sort. Sort là gì? Sort là gì? S-O-R-T. Em lại anh ngắn là short. Short này là sắp xếp, được chưa? Sắp xếp đây, banana này, orange, apple, mango. Sau khi short xong nó có apple, banana, mango, orange, sắp xếp theo bảng chữ cái, được chưa? Thưa anh Đạt, ngắn sort là sắp xếp. Được chưa nhỉ? Sort là sắp xếp. Đã có sort thì chúng ta sẽ có hàm revert. Thế nó bị dị nhiều lắm, trong mạng nhiều thứ lắm. Revert này. Chúng ta nhìn thấy gì?
Reverse là đảo ngược chuỗi, đảo ngược cái chuỗi lại. Được chưa? Đấy là hàm reverse. Đảo ngược các phần tử trong chuỗi lại với nhau. Được chưa? Và một cái hàm cuối cùng, hàm này tôi để cuối cùng bởi vì nó rất là quan trọng, hàm splice. Hàm này mới là hàm khó hiểu này. Lúc đầu tôi không hiểu cái hàm này đâu, nhưng mà dùng rất là nhiều. Và lên stack overflow nó toàn xui dùng hàm này. Chúng ta nãy giờ mới học là thêm phần tử này, xóa phần tử này, nhưng mà theo thứ tự là index đúng không? Nếu tôi muốn xóa một phần tử ở giữa tôi xóa đâu? Không xóa được phần tử ở giữa đúng không? Cái đấy ngu ngay, động vào là ngu người ngay. Đúng nhá. Chúng ta có hàm để xóa nhé. Đây, ví dụ tôi có cái này. Arr.push. Đây là mình. Arr.push Huy. Đây chúng ta có arr là hai phần tử này. Tôi add thêm một phần tử nữa, push Ngọc Anh. Ba thằng rồi đúng không? Bây giờ tôi muốn xóa thằng Huy đi. Vẫn giữ lại hai thằng này trong cái chuỗi này, trong cái mảng này. Giờ sao? Chúng ta có hàm unset. Không unset à. Delete. Delete của cái arr ở vị trí thằng Huy là vị trí số mấy? 1. Bay chưa? Bay thằng Huy chưa? Bây giờ thay bằng empty. Bây giờ chúng ta xem index thì sao? Index sao? Chỉ còn 0 và 2. Nó bay mất cái số 1 rồi. Đúng không? Như này chúng ta có thực hiện vòng for được không? Vì sao không? Tôi thử nhá. À như sau. For và y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn arr chấm len y cộng cộng đúng không? Đây tôi console chấm log ra arr ở vị trí thứ y, và nhập đây như này đúng không? Đây sẽ hiển thị ra từng phần tử ở trong mảng chạy. Thấy gì? Undefined tèo mẹ luôn đúng không? Bởi vì cái y của chúng ta nó không liền nhau. Khi chúng ta vẫn sử dụng hàm delete, chúng ta vẫn xóa được một phần tử ở vị trí số bao nhiêu đấy ở trong mạng. Tuy nhiên cái thứ tự, các bạn để cái thứ tự index nó sẽ bị đảo, nó sẽ bị đảo linh tinh. Đúng không? Nó sẽ bị đảo linh tinh và chúng ta không chạy được vòng for một cách hoàn hảo. Chính xác không? Đấy là cái giỏ. Thế bây giờ nếu mà tôi muốn xóa một phần tử mà tôi muốn ví dụ tôi xóa thằng số thằng Huy, nhưng mà cái index ở đây vẫn là về Minh là 0, 1 là Ngọc Anh, thì tôi làm nào? Tôi sẽ có arr ở vị trí số 1 bằng Huy nhá, để trả lại cái mảng lúc nãy Huy. Bây giờ arr này Minh Huy Ngọc Anh đúng không? Tôi xóa thằng Huy đi, chúng ta xem nhá. arr.splice Supplies ở vị trí số 1. Được chưa? Ở vị trí số 1. S gì không? Không. Bây giờ arr. Xin lỗi các bạn. Bây giờ index. Đúng không? Hàm delete trong JavaScript dùng được. Tuy nhiên hãy hạn chế dùng bởi vì nó ảnh hưởng đến cái sự liền mạch của các index trong mạng. Cho nên nói thật với các bạn là từ lúc tôi biết JavaScript giờ số lần tôi sử dụng cái hàm delete ấy, chắc là đếm được trên hai đầu ngón tay 1 đến 2 lần. Lần thứ hai là cái lần vừa rồi ấy. Được chưa? Lần đầu tiên là cái lần mình ngu bị mấy ông công ty ông chửi đó.
Đó. Thế cho nên là tôi mới bảo cái hàm slide này là một hàm rất quan trọng. Khi mà chúng ta xóa đi thì chúng ta sẽ giữ lại được cái index. Nhưng mà thực tế ra cái ý nghĩa của hàm slide này là như thế nào, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đây. Hàm slide mà đỉnh này, ý nghĩa tôi đọc, tôi dịch sang tiếng người nhá. Tôi dịch sang tiếng người cho các bạn hiểu nhá. Fruit này, supplies. Supply nghĩa là thay thế hoặc là gọi là chèn vào đấy, chèn vào giữa. Được chưa? Đây này, các bạn ý này. Supply chèn vào từ vị trí index số 2. Đúng không? 0 1 2 đúng không? Thì ở đây nó chèn vào Lehman Kiwi này. 0 1 2 này, 2 là Lehman này. Đưa xuống đúng không? Cái số đằng sau này là xóa đi mấy phần tử. Ở đây là không xóa đi phần tử nào. Đúng không? Thì nó sẽ là chèn hai thằng này vào giữa và vào phía sau, vào cái vị trí index bằng số 2. Còn tất cả những cái thằng khác vứt ra sau. Được chưa? Nếu mà chúng ta không có cái đoạn này, không có cái đoạn chèn và sửa cái này thành số 1 thì sẽ dịch sang là xóa bắt đầu từ phần tử số x. Số x là cái này đầu tiên này. Được chưa? Bắt đầu từ index số mấy, xóa mấy phần tử từ đấy trở đi, đúng không? Thì ở đây nếu mà tôi sẽ sửa thành nãy, tôi sửa thành 1 là bắt đầu từ vị trí số 1 xóa một phần tử, không thêm cái gì vào. Đúng chưa? Thì nó sẽ là xóa phần tử đấy đi và dồn lại cái index của mảng. Đó là cái hay của nó. Cái hàm này là cái hàm rất khó hiểu, nếu mà không ai hướng dẫn các bạn không hiểu đâu. Và hãy nhớ, cứ bao giờ nhớ đến là xóa phần tử trong mảng thì phải sử dụng slide. Kể cả bây giờ các bạn học JavaScript hay sau này các bạn học PHP cũng phải xóa bằng slide. Được chưa? Đóng thùng mệt quá. Xong chưa? Rồi, tiếp theo này. Một cái quy tắc nữa khi mà xóa. Ví dụ nhá, lúc nãy tôi có cái mảng là từ 1 cho đến 7 đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tôi muốn xóa hết tất cả các phần tử là số chẵn trong mảng này đi. Thì làm nào? Dùng con for đúng không? Dùng con for chạy qua từ phần tử 1, lấy phần tử đấy chia cho 2, nếu mà dư 0 thì supply nó đi là xong đúng không? Đúng nhá. Nhưng nếu các bạn dùng cách đấy mà dùng vòng for i cộng cộng thì các bạn đi ăn cứt thật luôn. Thử nhá, tôi thử cho các bạn coi. ARR bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Logic của chúng ta sẽ làm như sau. For i bằng 0, i bằng ARR.len. If ARR ở vị trí thứ i mà chia cho 2 bằng 0 thì chúng ta sẽ lấy ARR.supplies i.1. Như này xóa đi đúng không? Đúng nhá. Sau đó tôi sẽ tiến hành là lên console log trước đi. Console.log log ra cái ARR. Cắt này đi. Đúng chưa? Thử nha. 1357. What the fuck? Tại sao chạy được ta? Nó lại đúng với cày chứ. cái này hay này. Cái này tôi cũng không lường được này. Nhưng mà có thể trong JavaScript nó chạy. Nhưng mà với PHP thì chết đi nhá. Thế tôi sẽ lý giải vì sao nó chết. Như sau. Quan điểm nhá. Xong PHP cái này chắc chắn nó chết. Có thể JavaScript không mềm dẻo không chạy. Cái này index của mấy? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta chạy phần tử đầu tiên y bằng 0, chạy đây. Đúng chưa? Cái này có chia hết cho 2 không? Không, giữ nguyên đúng không? Bỏ qua y cộng cộng y bằng 2, y bằng 1 đúng không?
chạy đến cái này. Xong chưa? Cái này có chia cho ai không? Có đúng không? Xóa. Xóa thì cái này sao? Index đang bằng 2 thì sao? Rồi xuống 1. À cái này có lỗi rồi, tôi để lỗi đây, xin lỗi. Đây. Tôi thêm vào đây là 2 này. 3,3. Nhà các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là tổng. Đây 22 nhá. Còn dư số 2 này. Thấy không? Nó còn dư số 2 này. Tiếp theo này. Cái này là dồn xuống bây giờ là 1 đúng không? 1 đúng chưa? Rồi. Thế nếu mà bây giờ cái này nó là 2. Mà lúc đấy là đã xử lý 1 rồi đúng không? Xử lý thằng 1 rồi này. Xóa rồi. Bây giờ 1 y cộng cộng y bằng mấy? Y bằng 2. Nhưng mà y bằng 2 bây giờ bằng cái thằng này đúng không? Đúng chưa? Tự nhiên nó bỏ béo thằng này đi. Sót. Chuẩn không? Nếu mà có hai thằng liền nhau là kiểu gì sót thẳng. Đúng chưa? Hai thằng chẵn liền nhau là sót một thằng. Thế là tèo. Xong luôn. Đúng chưa? Cái này các bạn chưa biết đâu. Thế tôi quân đi trước. Là khi xóa các bạn không bao giờ được phép, nếu mà xóa mà kiểu là check cái phần tử như này, các bạn không bao giờ được phép xóa theo kiểu là for y cộng cộng, không bao giờ được phép xóa được phần này, phần thì nó sẽ có khả năng cao là sót phần tử, nó không thỏa mãn điều kiện vẫn xóa, nó vẫn không xóa. Thế cho nên chúng ta khi xóa chúng ta phải xóa theo kiểu là y trừ trừ, được chưa? Y trừ trừ bởi vì có xóa thằng này xóa thằng này, index phần đằng sau nó vẫn giữ nguyên, thì vòng for nó vẫn cứ đảm bảo nó chạy liên tục và index nó không bị ảnh hưởng gì cả. Được chưa? Đây các bạn nhìn thấy đây là lọt thằng 1 thằng 2 đúng không? Bây giờ tôi xóa ngược nhá, tôi xóa bằng for trừ trừ nhá, xem nó có lọt không nhá. Y bằng arr.len trừ 1. Y lớn hơn hoặc bằng 0. Y lớn hơn bằng 0 y trừ trừ. If arr y vẫn giữ thế thôi. Quan xem nó có lọt nhá. Lọt không? Không. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ lọt khi mà chúng ta xóa sử dụng cái spline này mà dùng y trừ trừ. Đấy là cái quy định. Cái này là tôi phát hiện ra khi mà tôi qua trong quá trình đi làm. Thì các bạn cũng nên nhớ cái này, đây là kinh nghiệm hàng bao nhiêu năm tôi phun ra được cho các bạn bằng ngày thứ. Cho nên là cố gắng nhớ đấy. Xóa, khi đã xóa thì phải sử dụng vòng for trừ trừ. Không bao giờ được sử dụng delete. Nó mất index. Được chưa? Không nhỉ? Bây giờ chúng ta còn một cái nữa. Bạn coi nhé. Có một cái nữa. Sau đó sẽ đến phần mà tôi giao bài tập cho các bạn thử làm xem sao. Tôi comment cái này vào. Tôi có va str bằng cách đẹp trai. Như thế. Đây. Cách nữa. Xong. Bây giờ tôi console log ra là sao? str. Nó ra đủ cả cái mớ cách này đúng không? Thấy cách một mớ này. Đúng chưa? Bạn coi nhá. Chị em không được nghĩ bậy nhá. Chim. Chờ tí. Stream của str ở đây bằng này. Stream may not be fine. JavaScript stream. Có mà rõ ràng là có stream method mà. À nhầm, tôi dùng cách, dùng nhầm cách. Đây.
str.stream. Nghiêm cấm chị em nghĩ bệnh. Nó có cách nữa không? Bôi sẽ nhìn thấy không còn dấu cách ở hai đầu. Ở giữa thì vẫn còn, nhưng mà ở hai đầu sẽ hết. Cái hàm này là cái hàm giúp chúng ta loại bỏ tất cả dấu cách ở hai đầu của chuỗi đi. Được chưa? Và đã có trim rồi thì sẽ có r trim và l trim. R là right, right trim là loại bỏ tất cả khoảng trắng ở phía bên phải. L là loại bỏ tất cả khoảng trắng ở phía bên trái. Được chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ bài tập như sau. Vân Anh ghi vào này. Bài tập như sau. Không chim chuột gì cả, kệ không. Bài tập như sau này. Vẫn là cái input và cái submit thôi. Bài tập sẽ như sau. Loại bỏ tất cả các từ bị trùng trong chuỗi này đi. Loại bỏ tất cả các từ bị trùng trong chuỗi. Và yêu cầu sử dụng chuyển, cái bước đầu tiên là chuyển từ chuỗi sang mạng. Chuyển từ chuỗi sang mạng. Áp dụng tất cả những cái gì các bạn đã học để làm. Đấy, sao hết về JavaScript cơ bản rồi đấy. Đến đây là chuẩn bị hết rồi đấy. Chuẩn bị là quay về CSS và responsive. Yêu cầu bây giờ chúng ta phải ngồi làm cái bài tập lớn đi nhá. Bài tập lớn của chúng ta là làm hoàn thiện một website, giao diện của một website. Đến tháng 12 là chúng ta sẽ bảo vệ cái bài đấy. Không có thì mất hình như là mấy chục phần trăm điểm tổng phải không? Chứ không thì chờ đến lúc đấy mới làm à? Tôi không nhớ, hình như trong tháng 12. Cho nên là không làm bây giờ là không kịp đâu nha. Phải làm đi. Giao diện là phải có tất cả các thể link được. Đủ. Web đẹp cũng được. Đúng rồi. Được chưa? Đấy là bài hôm nay chúng ta đi qua về các cái hàm về xử lý về số này, những cái hàm xử lý về mảng này. Được chưa? Những cái gì tôi nhắc thì chúng ta nên đọc lại một lần, ít nhất là một lần. Để từ sau nhớ muốn xử lý cái này, muốn xử lý cái kia, xem là trong JavaScript có hỗ trợ không. Nếu không thì với vậy cần viết hàm mới. Được chưa? Đấy, có vậy rồi, có ai thắc mắc gì nữa không? Tưởng gì? Tưởng giới thạch à? Làm đi. Gì đấy? Tôi sẽ đẩy cốt lên. Nguyễn Xuân Hinh. Nguyễn Văn Hữu. Phạm Văn Huy. Hoàng Văn Minh. Trần Hữu Minh. Vũ Văn Minh. Hoàng Thị Ngân. Cái gì đấy? Thằng nào ấy?